sao, sao là tâm trí tôi đời. Cứ nhìn nhà khăn khăn ngắt trong khu vườn nhà xa. Ủa gì vậy? Học hồng lòng ao có ai mới chỉ được gặp anh mỗi lúc ban chiều là ơ. Mới chỉ được gặp anh mỗi lúc ban chiều là ơ. Xem gì á? Đi ngủ. Mèo 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 mèo. Sao là tâm trí tôi đời. Bảy bí ẩn ly kỳ và thú vị về TikTok. Xem bao nhiêu lâu nay chưa chắc bạn đã biết hết điều này. Đầu tiên hãy cùng khám phá những kỷ lục đầy choáng ngợp của TikTok. Các bạn thân mến, nếu như trên thế giới có một phần thưởng để dành vinh danh cho những mạng xã hội phát triển nhanh nhất, mạnh nhất thế giới thì ắt hẳn cái tên đầu tiên được xướng lên đó chính là TikTok. Bởi có một sự thật không hề bất ngờ là ngày nay đa phần ai cũng phải sở hữu ít nhất một tài khoản TikTok. Và thế là chỉ trong vòng 6 năm, từ một mạng xã hội với những video chẳng có gì là đặc biệt thì TikTok đã nổi lên như một hiện tượng làm chao đảo thế giới ảo. À nhầm, thế giới thật luôn ấy chứ. Nó xuất hiện ở mọi nơi, từ hành lang trường học cho đến các quán trà đá vỉa hè, hay thậm chí là giữa đường giữa phố, giữa trung tâm thương mại, vân vân, thì chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp một số những TikToker đang quay trend TikTok. Mặc dù đây là một mạng xã hội bắt nguồn từ Trung Quốc, nhưng điều đó không khiến cho người ta e ngại, và với con số những người dùng tăng lên chóng mặt thì nó đã lập nên những kỷ lục vô tiền khoán hậu mà bất cứ ông lớn nào trên thị trường cũng phải dè chừng. Theo như số liệu trên trang Statista, nếu như vào năm 2017 mạng xã hội này chỉ có khoảng 56 triệu người dùng thì tính đến quý 1 năm 2022, số người sử dụng mạng xã hội TikTok đã lên tới hơn 1 tỷ tài khoản và 3,5 tỷ lượt tải xuống, chính thức trở thành ứng dụng được tải xuống nhiều nhất mọi thời đại, đồng thời vượt mặt cả Facebook để trở thành ứng dụng có số người dùng đứng hàng đầu trên toàn thế giới. TikTok thậm chí còn trở thành kênh tìm kiếm thông tin thay thế Google của giới trẻ vào năm 2022. Cũng trong năm đó, doanh thu quảng cáo của TikTok ước tính đã tăng gấp 3 lần, đạt 11,6 tỷ đô la, tương đương với 272.000 tỷ đồng, cao hơn cả con số tổng 10,44 tỷ đô mà Snapchat và Twitter cộng lại. Cứ cái đà phát triển kinh khủng khiếp hoảng hốt như thế này thì ước tính cả TikTok và YouTube sẽ đạt doanh thu quảng cáo là 23,6 tỷ đô la, tương đương với 554.000 tỷ đồng vào năm 2024, bất chấp việc mạng xã hội đến từ Trung Quốc ra đời muộn hơn ông lớn YouTube tới tận 12 năm. Tầm ảnh hưởng của TikTok thậm chí còn vượt xa lĩnh vực giải trí và tác động đến cả những ngành truyền thống như xuất bản. Trong năm 2021, hashtag BookTok đã có 78 tỷ lượt xem, góp phần giúp cho ngành xuất bản đạt doanh số kỷ lục. Ngay cả những mạng xã hội trụ cột của Mỹ cũng không thể chống lại được TikTok. Họ phải thay đổi theo đối thủ bằng cách sao chép mô hình video ngắn. Meta thì tung ra Reels, trong khi YouTube thì có YouTube Shorts. Wow, quá là khủng luôn các bạn ơi. Và tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu ngay đâu là những gương mặt vàng trong làng TikTok nổi tiếng nhất trên toàn thế giới. Thứ hai, top những TikToker nổi tiếng toàn cầu. Cái tên đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là Charli D'Amelio, nữ TikToker mới 19 đôi mươi nhưng đã sở hữu số lượng follow đáng mơ ước là hơn 150 triệu người theo dõi, tức là gần như gấp đôi dân số Việt Nam luôn, cùng với 11,3 tỷ lượt thích trải đều trên các video. Cũng nhờ đó mà cuộc sống của nàng thơ người Mỹ thay đổi 360 độ. Cô trở thành gương mặt được săn đón như một ngôi sao hạng A, được sản xuất phim tài liệu về cuộc đời của mình và trở thành gương mặt đại diện cho không ít nhãn hàng nổi tiếng. Còn để mà nói về cái tên vàng trong làng có số lượt người xem cao nhất, Bella Poch, một TikToker nổi tiếng của người Philippines, chỉ cao có 1m52 nhưng độ nổi tiếng của cô thì không phải là dạng vừa, với gần 93 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Theo đó, Bella ghi điểm nhờ phong cách trang điểm lẫn biểu cảm tựa như nhân vật Vanellope trong phim hoạt hình Where is Ralph, tinh nghịch, đáng yêu nhưng vẫn rất cá tính. Chả vậy mà mỗi video Bella đang cười trên nền nhạc Em to the B của Lily B cũng đã đạt được con số hơn 1,8 tỷ lượt xem trên TikTok tính đến tháng 3 năm 2023. Và đây cũng được coi là video có số lượt xem đỉnh nhất TikTok hiện nay. Còn nếu như bạn là fan của những màn ảo thuật mãn nhãn thì đừng quên ghé thăm ngay kênh TikTok triệu view của thần đồng ảo thuật Jack King. Nhờ khả năng sáng tạo của mình, đến nay Jack King đã sở hữu cho mình một kênh TikTok 75 triệu follow và một kênh YouTube khoảng 16,4 triệu subscribe. Ước tính giá trị tài sản ròng của người đàn ông tài năng này lên tới 3 triệu đô la, tương đương với hơn 70 tỷ đồng.
Nhưng chấn động hơn cả thì chính là hiện tượng vua meme Khabilam, từ một công nhân bị mất việc trong đại dịch Covid-19, bỗng đổi đời thành triệu phú nhờ hàng loạt những video chuyên đơn giản hóa các vấn đề phức tạp của các TikToker thích làm trò mèo. Tính đến nay thì anh đã có gần 156 triệu lượt theo dõi. Khabilam không chỉ vượt mặt Gianluca Vacchi, triệu phú quyến rũ nhất hành tinh, để trở thành người có lượt follow khủng nhất nước Ý, mà anh da đen còn chính thức trở thành TikToker được nhiều người theo dõi nhất hành tinh. Thứ ba, đột nhập trụ sở TikTok xem có điều gì bất ngờ. Dành cho nhiều bạn chưa biết thì TikTok là một sản phẩm công nghệ của ByteDance, được phát triển vào năm 2016, là một công ty công nghệ đa quốc gia có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Người sáng lập của ByteDance, cha đẻ của TikTok là Trang Chí Minh hay Trương Nhất Minh. Còn CEO hay giám đốc điều hành của TikTok hiện giờ là Seo Chi-chu hay Chu Thu Tư. Ông năm nay 40 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Singapore, từng giữ vị trí giám đốc tài chính Xiaomi trước khi đến với ByteDance vào tháng 3 năm 2021, để rồi 2 tháng sau đó, ông được bổ nhiệm thành CEO của nền tảng chia sẻ video ngắn phổ biến nhất thế giới và thay thế ông Kevin A. Major. Trụ sở của TikTok đặt tại Beijing, Trung Quốc. Tuy nhiên, TikTok cũng có các văn phòng và trung tâm nghiên cứu tại nhiều quốc gia trên thế giới như Singapore, Anh, Mỹ, Nhật Bản hay là Pháp v.v. Còn ở Việt Nam thì trụ sở của TikTok là đặt tại tòa nhà Vietcombril số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì TikTok cũng có văn phòng tại Hà Nội và hiện giờ thì nó cũng trở thành một trong những mạng xã hội phổ biến nhất tại Việt Nam. Nói về không gian làm việc ấy thì cũng giống như các môi trường làm việc công nghệ khác, khi mà bước vào thì sẽ luôn có logo của TikTok xuất hiện. Mọi người đều làm việc chủ yếu qua máy tính nên ai cũng phải có laptop cá nhân hoặc là làm việc trên máy tính cây của văn phòng. Không gian thì sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, thoáng đãng, có phòng họp này, phòng khách, căng tin ăn uống, cà phê chiêu chiêu, rồi còn có cả khu vực giải trí để nhân viên chơi trò chơi thư giãn các thứ. Nói chung là tuyệt vời. Không biết là có ai gần trụ sở của TikTok không thì nhớ comment điểm danh nha. Tuy nhiên, đi kèm với những điều hay, độc đáo, mới lạ thì TikTok cũng đã bị rất nhiều những đất nước tẩy chay, xóa sổ bởi hàng loạt những lý do sau. Thứ tư, vì sao TikTok bị cấm tại một loạt các quốc gia? Giám đốc điều hành TikTok không cho con dùng TikTok. Hàng loạt quốc gia trên thế giới đang cấm TikTok. Nhiều nước châu Âu cấm công chức sử dụng TikTok. Các bạn ạ, nhìn chung thì mọi việc xảy ra thì đều có lý do của nó, chứ không phải vô duyên vô cớ mà TikTok lại bị nhiều nước tẩy chay đến như vậy. Theo đó thì gần đây, TikTok dường như đang ngồi trên ghế nóng khi hàng loạt các ông lớn như là Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Bỉ hay Liên minh châu Âu EU liên tục có những động thái cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị di động do chính phủ cung cấp. Trong khi đó, Ấn Độ áp đặt lệnh cấm đối với TikTok và hàng chục ứng dụng Trung Quốc khác vào năm 2020 do lo ngại về quyền riêng tư và bảo mật. Tương tự, vào tháng 12 năm 2022, Đài Loan đã áp đặt lệnh cấm đối với TikTok sau khi FBI cảnh báo rằng TikTok gây ra rủi ro an ninh quốc gia. Hay như ở Afghanistan cũng đã cấm TikTok và trò chơi PUBG vào năm 2022 với lý do bảo vệ thế hệ trẻ, thanh niên khỏi các trò lừa đảo. Trong khi chính quyền Pakistan đã tạm thời cấm TikTok ít nhất 4 lần kể từ tháng 10 năm 2020 với những lo ngại ứng dụng lan truyền nội dung không phù hợp. Ngay cả đến CEO của TikTok là ông Chu Thụ Tư cũng cấm luôn con mình chơi TikTok vì cho rằng con còn quá nhỏ để sử dụng, là biết thế nào rồi đấy. Thử hỏi, nếu là một ứng dụng tốt, thú vị thì hà cớ gì ông CEO này không cho con mình xem chính sản phẩm mà mình tạo ra? Hoặc nếu như ông tạo ra TikTok thì sao lại không tạo ra TikTok Kids cho phù hợp độ tuổi như là YouTube đã từng làm? Ngoài những nội dung độc hại chưa qua kiểm duyệt, người dùng TikTok có thể dễ bị đánh cắp thông tin, tài khoản ngân hàng các thứ vào tay chính phủ Trung Quốc, nên làm cho rất là nhiều người sợ hãi. Thậm chí tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk còn mạnh dạn tuyên bố: "Tôi sẽ mua lại TikTok và xóa nó đi." Tất nhiên, đó chỉ là một câu trêu đùa của ông, chứ ông có mua thì chắc gì TikTok nó đã bán. Nhưng quả thật, tỷ phú này không mấy thiện cảm với mạng xã hội này. Và trong một tweet thì Elon Musk tỏ ra khá lo lắng, có phải TikTok đang phá hủy nền văn minh nhân loại không? Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, TikTok là công cụ để phá hủy bộ não nhanh nhất. Khi thiết kế, rất nhiều những đoạn clip nhảm chỉ vài chục giây khiến cho bộ não đang hấp dẫn lại bị đứt ngang cảm xúc. Các nghiên cứu cho thấy, thời gian sử dụng TikTok càng nhiều thì não bộ sẽ chịu tác động tiêu cực và suy giảm hiệu suất, khiến trí não của con người bị ảnh hưởng tiêu cực theo thời gian. Bộ não bị huấn luyện chỉ có thể tập trung ngắn, do đó sẽ khó tập trung trong khoảng thời gian dài hơn. Và điều quan trọng, nó làm bạn nghiện và rất khó có thể dứt ra. Kèm theo đó là những hệ lụy tiêu cực, nhất là với giới trẻ. Thứ năm, cảnh giác trước những trào lưu độc hại trên TikTok. Các bạn thân mến, không thể phủ nhận những lợi ích mà TikTok đã đem lại cho xã hội.
Ngoài những tác dụng góp phần quảng bá thương hiệu, văn hóa dân tộc hay giúp việc kinh doanh của con người thêm phát triển, phong phú, giúp chúng ta học hỏi được rất nhiều những mẹo vặt trong cuộc sống và hiểu biết hơn những kiến thức bên ngoài, thì nó lại tồn đọng và len lỏi vô số những nội dung độc hại khi chưa có sự kiểm duyệt khắt khe, dẫn đến nổi lên những trend trào lưu độc hại hay nhảm nhí mà người người nhà nhà đua nhau làm theo. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không có trend thử thách bữa cơm 5.000 thoải mái cho 4 người ăn, khiến cho bao cô bán thịt sôi máu, bao gia đình lục đục vì bữa cơm mua quá 5.000. Thêm vào đó là trào lưu ăn mặc phản cảm, lắc hông, ngoáy mông trước màn hình điện thoại cũng được nhiều bạn trẻ thực hiện theo. Ui trời ơi, giả sử phụ huynh mà xem được thì thử hỏi có tăng sông ngã ngửa cho được không cơ chứ. Bên cạnh đó thì còn là vô số những thử thách nghe đã thấy rợn người mà báo chí từng cảnh báo, như thử thách đập vỡ hộp sọ, thử thách ngạt thở, thử thách tự tử không chết, thử thách ăn ngô trên máy khoan điện, và cái kết là không ít đứa trẻ làm theo và tử vong hay thương tật. Nào là thử thách bất tỉnh trên TikTok khiến cho ít nhất 20 đứa trẻ thiệt mạng, cô bé 10 tuổi chết não vì thử thách TikTok, vân vân. Nói chung không phải thử thách hay chăn gì cũng có thể đú, bởi có những thử thách sẽ khiến bạn phải trả giá cực đắt, thậm chí là cả tính mạng như trên. Thêm vào đó, TikTok cũng mang lại vô vàn những tiềm ẩn kinh hoàng mà các bạn cũng nhất định phải biết. Thứ 6, những tác hại kinh khủng nếu xem top top quá nhiều. Trước hết thì mình không bài xích ứng dụng này, vì không chỉ là TikTok mà dù có là bất cứ mạng xã hội nào đều có những rủi ro hay là những nguy hại cả thôi. Và cái gì cũng vậy, vừa đủ thì ok, chứ nhiều quá thì không hề tốt. Nếu không kiểm soát thời gian xem hay lựa chọn nội dung xem lành mạnh thì nó có thể khiến nhiều người gặp phải vấn đề lớn liên quan đến sức khỏe và tinh thần. Còn nhớ, chỉ trong một ngày sau khi đạt cột mốc 1 tỷ lượt tải về, TikTok lại nổi nhất mạng xã hội hôm ấy khi nhận án phạt kỷ lục 5,7 triệu đô la, tương đương với 134 tỷ đồng từ Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ FTC vì tự ý thu thập thông tin của người dùng dưới 13 tuổi. Thực tế, đã có rất nhiều học sinh mới 9 tuổi đã vô tư để lộ tên thật, số điện thoại và tên trường qua các video đăng trên TikTok, để rồi hậu quả sẽ như thế nào nếu như những thông tin này đến tay người xấu. Điều mà không ai có thể lường trước được, có thể lũ trẻ sẽ bị quấy rối, lừa lọc, thậm chí là bị bắt cóc buôn người. Bên cạnh đó, TikTok còn cho phép người dùng có thể liên hệ với bất kỳ tài khoản nào, không hạn chế vị trí địa lý. Điều này đồng nghĩa với việc các bạn nhỏ hoàn toàn có thể nói chuyện với bất kỳ ai, kể cả những người lạ, từ đó tăng nguy cơ bị những đối tượng xấu tiếp cận hơn. Ngoài ra, TikTok cũng hay rầm rộ lên nhiều bác sĩ TikTok ảo, trình độ thì có hạn nhưng mà lên chia sẻ rất nhiều những kiến thức khiến cho người ta làm theo và phải đi gặp bác sĩ thật. Rồi thì còn có những nội dung chửi rủa, bóc phốt, mạ lị người khác bằng những lời lẽ độc địa chanh chua cũng không bị kiểm duyệt. Chưa kể, việc dán mắt quá lâu vào điện thoại còn tăng nguy cơ khiến cho trẻ bị cận thị, tự kỷ, ngại giao tiếp, thậm chí là nổi nóng, cục xúc khi bố mẹ không cho mình mượn điện thoại để xem, và cũng đã từng xảy ra trường hợp đau lòng như bé gái 1 tuổi nghiện TikTok khiến gia đình phải đưa đi khám tâm thần, còn đánh mẹ, dọa giết vì không mượn được điện thoại. Và như mình cũng đã nói ở trên, xem TikTok nhiều khiến con người bị kém tập trung hơn, bởi theo các bản quét não cho thấy, những người dùng TikTok thường xuyên có các phản ứng như là nghiện, và một số người thậm chí không thể tự chủ để ngừng xem. Chính bản thân mình cũng đã từng ngồi lướt top top mà chả hiểu sao lướt phát 3 tiếng đồng hồ, kiểu càng xem càng không dứt ra được ấy, nên là sau đấy thì mình cũng xóa TikTok thôi. Và có bạn nào đã từng giống như mình thì nhớ lên tiếng xác nhận nhé. Mà cũng chưa dừng lại ở đó đâu, thêm một vấn nạn mà mình cũng cần lưu ý là trên TikTok, ngoài những idol nổi lên nhờ tài năng sức lực thì cũng xuất hiện những idol nổi nhanh như diều gặp gió, ngáo quyền lực, có nhiều follow rồi để đi làm những nội dung phân tích trái chiều, đưa ra những quan điểm cá nhân đi ngược lại với văn hóa đạo đức, lại còn làm cả video tư vấn ngành học vô dụng nhất để khiến cho nhiều bạn trẻ thêm hoang mang, hay nhiều food reviewer đi ăn cảm thấy không ngon mồm mình thì sẵn sàng buông lời cay đắng, miệt thị, chê bai khiến cho bao quán hàng điêu đứng hay có nguy cơ sập tiệm. Thế mới nói, mạng xã hội như là con dao hai lưỡi, nếu bạn dùng nó để giải trí nhẹ nhàng hay tìm kiếm thông tin, phát triển bản thân theo những xu hướng tích cực thì không sao, nhưng hãy cảnh giác trước những cái xấu, cái độc hại để không phải nhận lấy những hậu quả đáng tiếc các bạn nhé. Và bây giờ, hãy cùng đổi gió với chuyên mục được mong chờ nhất đây. Thứ 7, bạn hỏi hay, kính lúp trả lời ngay. Em xem kính lúp lâu rồi mà quên chưa like video với đăng ký. Ôi dồi ôi, bạn nào mà cũng giống như bạn Trí Gaming thì nhanh tay like video và đăng ký kênh cho mình nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Phạm Ngọc Quân có hỏi, chị ơi tại sao quần mới lại có mác ạ? Thì đó là để người ta phân biệt shop này với shop kia, phân loại các lô hàng nhập về và còn để ghi giá tiền lên quần nữa đấy.
123 Thinh có comment: Chí phèo, chị dậu lão hạc ai khổ hơn ai vậy chị nhớ cho em lên TV nhé. Thật ra thì ba nhân vật này đều sống trong một thời kỳ lầm than cơ cực của người dân trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Nên người nào cũng khổ, mà mỗi người thì có một nỗi khổ riêng nên là không thể so sánh được em ạ. Các bạn thấy đấy, đó chính là hậu quả của việc xem top top quá 180 phút mỗi ngày. Mặc dù mỗi mạng xã hội ra đời thì đều mang lại rất là nhiều những tích cực cho cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, cái gì quá cũng không tốt và TikTok cũng vậy. Nên chính vì vậy mà các bạn hãy cân đối thời gian cũng như là lựa chọn nội dung phù hợp với lứa tuổi và công việc của chúng ta để mà xem. Tránh xem quá nhiều và cũng như là loại bỏ những cái chương trình xấu, độc hại để không làm ảnh hưởng tới chúng ta các bạn nhé. Và cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ và theo dõi Kính Hút TV. Nếu như các bạn cảm thấy có chủ đề nào hay và mới lạ thì đừng quên comment để gợi ý cho team chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.